Phuket là hòn đảo rất là đẹp, một trong những hòn đảo đẹp của Thái Lan. Đẹp quá mẹ. Ăn sáng ở khách sạn là có rau muống xào luôn nè. Thiện lắm nha. Mình người ta thấy mình quay cái là người ta cười rồi người ta biểu diễn cho mình coi. Kapunka. Đây. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Tí xíu đậu phộng lên đây luôn. Wow. Chôm chôm, cái này được đó. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Mình sẽ check out khách sạn và bay từ Bangkok cho tới Phuket. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi nha. Đi ra phi trường thì mình nhờ cái anh taxi hôm bữa tên là Neo, mình có chia sẻ với các bạn á, thì ảnh tính mình là 400 bạc đi ra Bangkok mà BKK phi trường nha. Thì cái này là giá tính luôn tiền thô rồi đó. Đây nè, ôi trời ơi, nhiều hành lý quá chừng luôn à. Đi có 3 vali là cho 2 vali còn 1 cái vali, rồi về là 2, 4, 6 cái vali luôn. Tạm biệt Bangkok nha, hẹn ngày quay lại. Phi trường mình đi hôm nay là phi trường lớn, gọi là Suvarnabhumi, viết tắt là BKK nha các bạn. Thì từ đây cách đó là khoảng chừng là 35-40 phút lái xe, tùy theo kẹt xe hay không. Wow, các bạn coi buổi sáng à, Bangkok bị kẹt xe tới như vậy nè. Phi trường bên Thái và bên Việt Nam người ta để mấy cái xe đẩy như thế này là miễn phí, không có tốn tiền. Mình bay hãng này nè, đó, Thái Air Asia. Mình đi cái chuyến bay này là 11 giờ và tới Phuket là 12 giờ. Đi sớm cho nên là vắng hoe, các bạn không có ai nè. Tụi mình ra là đi vô không có đứng chờ đợi gì luôn á. Mình mua cái sim card ở trên Klook nha các bạn. Mình mua cái loại mà 8 ngày á, là 5 đô mấy. Rồi người ta gắn vô cho mình luôn, activate rồi luôn, rồi thành cái số phone ở trong đó luôn. Cái điện thoại này á, là mình không có thông tin gì trong đó, không phải điện thoại mình dùng mỗi ngày. Trước khi vô trong á, ghé 7-Eleven coi có gì mua cho ảnh ăn. Qua đây là cứ ghiền 7-Eleven vô là mỗi ngày mua mấy cái đồ ăn lặt vặt ở trong đây nè, bánh rồi nè. Dĩ nhiên là ăn nhanh thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà giống như là mình cần ăn gấp á thì mình có thể ăn ở đây. Để mua thử cái loại này, cái loại này là 2-in-1 nè. Ờ, cái này được á. Cái này 36 bạc, nghĩa là 1 đô. Kapunka. Trong sân bay người ta bán mấy cái đồ nhìn cũng hay lắm, như là mấy cái đồ ăn vặt nè các bạn. Giá thì dĩ nhiên sẽ mắc hơn ở ngoài. Ví dụ mà cây xiên que là 31 bạc, còn cái cây thịt này là 27 bạc, khoai lang ngọt là 66 bạc. Có mấy cái hộp cơm như thế này á, là có cơm mà có gà luôn là 57 bạc, 66 bạc, đủ size, đủ loại hết. Cho nên bạn nào đó có thể mua ở đây. Các bạn lưu ý nha, từ cái cửa ở ngoài mình đi vô trong cho tới chỗ cái cổng luôn để mình lên máy bay á là tốn khoảng 30 phút. Cho nên đó là lý do tại sao 11 giờ bay mà 8 giờ là KT đã phải chạy ra phi trường rồi. Ở đây người ta check mình tới 2 lần, tức là mình vô người ta check cái passport và cái boarding pass của mình tới 2 lần nữa nha. Cái lần thứ nhì á là mới người ta mới scan qua, đi qua cái cổng security á. Ngon gia đình. Chứ anh đang ăn croissant ở trong 7-Eleven nãy mua nè. Hồi nãy mình có mua cái chuối này nè ở trong 7-Eleven, chuối nướng. Cái này là dừa với lại sữa đặc. Thấy mấy bạn ở bên Việt Nam qua ăn cái này dữ lắm, nói là thích ăn. Mời các bạn nha.
cái chuối nó đã ngọt rồi, bỏ cái đường này lên, trời ơi nó ngọt ngọt luôn. Bây giờ tụi mình đi vô nè các bạn ơi, ngồi nãy giờ đợi cũng khoảng 45 phút á. Anh nói mai mốt mày mua cho con bia business class đi, anh sẽ để dành tiền mấy cái đồng lẻ của anh rồi mình book cho anh business class. Anh muốn thử một lần ngồi business class như thế nào. Rồi. Yard sale rồi. Trời ơi. Ảnh đòi về. Anh mới là phải bán yard sale, tức là bán mấy đồ cũ trong nhà lôi ra bán để kiếm tiền. Wow, may nè. Từ Bangkok ra Phuket là khoảng 1 tiếng 20 phút bay. Bay khoảng chừng 20 phút á là người ta đem đồ ăn tới, nếu như mà bạn có order đồ ăn. Các bạn ơi, có một điều nên lưu ý nha, nếu mà bay từ Bangkok xuống Phuket á là bạn mua đồ ăn á là bạn không có được ăn đâu, tự nhiên mình mua cho gia đình ăn. Rồi cái tự nhiên người ta nó không có cho ăn trên máy bay. Và bây giờ á, buồn quá. Bây giờ phải đợi đáp máy bay rồi mới cho nhỏ ăn. Removal of life vest. Rồi các bạn ơi. Seat belt. Bây giờ đi ra, tụi mình đã book sẵn xe trên Khơi Lúc luôn. Từ ở đây mình đi về Phuket mà Patong Beach là cái khu đó cách đây là khoảng 1 tiếng lái xe. Vừa ra thì người ta có xe bus hay là mini taxi. Mini bus à, đó là mini bus nha. Còn taxi là khác nha. Để mình hỏi giá taxi cho các bạn luôn. À, taxi là mình đi là Patong là 1,400 baht. Vậy nghĩa là nếu như các bạn mà không book online thì các bạn tới đây trả 1.400 baht, tương đương với 40 đô. Còn nếu mà book online á, 25 đô. Vậy thì rẻ hơn nhiều phải không ạ? Nhưng mà chắc chắn là có cái xe ở ngoài đang đợi mình. Chứ mình không có phải là mình đợi, chờ đợi xe taxi tới nha các bạn. Thì khi mà mình book á, người ta sẽ chỉ cho các bạn cái hướng, cái cách hướng dẫn là đi tới đâu để gặp người ta. Trong lúc chờ đợi taxi tới á, tụi mình tới hơi sớm, còn 5 phút nữa người ta mới tới. Mình review đồ ăn trên máy bay luôn nè. Cái này chắc được 2 muỗng đó nha. À, cái này là xôi xoài mà nó có chút xíu nè. 3 ngón tay của mình là như đây nè. Đó, là cái này là được 3 ngón tay. Xôi xoài. Rồi cơm. Cái hộp cơm như thế này. Rồi giờ lát mới ăn được, chứ bây giờ là lu bu quá, không có ăn được, đang đợi taxi tới. Mình mà biết gì là mình không order ở trên máy bay đâu các bạn ơi. Tại mình xuống đây đồ ăn ngon thiếu gì. Nhưng mà tại vì tưởng nó là lên máy bay mình bận quá, mình không có mua đồ ăn ở ngoài kịp á, mình mới mua ở trên máy bay á. Trời ơi, vậy mà mình nghe nói là ra đây người ta đứng ta chờ mình. Đâu có chờ đâu, mà mình đứng mình chờ ngược lại người ta các bạn ơi. Thì từ ở đây về khách sạn mình là khoảng chừng 38 km, tức là khoảng 1 tiếng lái xe nha các bạn. Mình khuyên là ráng như thế nào cũng được mà mình book vé đó, mình tới đây vào ban ngày, đừng có đi ban đêm các bạn ơi. Nếu không có chuyến thì đừng có đi luôn các bạn ơi. Mình thấy đi tới đây mà mình đã bị cái cảnh mà mình qua bên Hawaii gì, ở bên Hawaii gì các bạn nhớ không, đi vào buổi trưa không có xe cho tới 4-5 giờ chiều luôn á các bạn. Thì mình đi tới những cái nơi mà mình không có rành, không có biết á, thì mình nên chuẩn bị sớm. Cuối cùng tài xế cũng tới rồi, thì tổng cộng mình đợi có 10 phút thôi, không có sao hết. Chỉ sợ là quên mình thôi, chứ mà tới trễ chút thì không có sao. Xe KT Bus là loại 10 chỗ ngồi lận. Thì nếu mà bạn đi 10 người á, thì cái giá này rất là rẻ luôn á. Mà xe mới nữa. Dạ.
Đây là ở phía ngoài của khách sạn nè các bạn, Double Tree Hotel. Wow, người ta làm nhanh ghê, là bỏ vali mình lên đây rồi giờ mình tụi mình đi vô check in. Vô đây là đúng 2 giờ luôn rồi. Lại được ăn đồ ngọt nữa. Vừa bước vô là mình cảm thấy nó thoải mái và sạch, rất là sạch sẽ luôn. Để bây giờ quay cho các bạn xem cái phòng tắm nè. Phòng tắm ở đây là như chỗ này là toilet, là có cái điện thoại luôn nha. Đó, phòng tắm đứng nhìn rất là sạch. Bên đây có chỗ để cho mình để đồ nữa. Nói chung rất là sạch là mình thích rồi. Còn đây là cái gương mà có cái cánh cửa mình đóng lại khi mà tắm nè. Mới vô cái này nè. Thì người ta nói là người ta cho mình 2 chai nước free, nhưng mà tất cả này là phải trả tiền. 2 chai nước mình có thể để ở đây để cho nó lạnh nha. Rồi, ở đây cho lạnh, nhưng mà mấy cái đó là phải trả tiền đó. Ồ, mẹ, người bữa nay có giá tiền ở đây nè. Bữa nay con đi hồ bơi, tắm hồ bơi được không? Ừ, để đá mình đi. Yes. Tất cả những món này này là bị trả tiền, còn cà phê thì ok. Rồi đây. Quá là lịch sự dễ thương cho các bạn. Welcome to Double Tree. Wow. Phải nói là rất là lịch sự luôn. Mà cái giường này á, là giường king nha. Có thêm một cái sofa bed ở bên đây nữa nè. Đây nè. Nè chị Đình, con nằm đây nè chị Đình. Tới chị Đình ngủ đây hen. Mình muốn cái phòng này á, là tại sao cha mẹ đuổi con vậy? Mình book cái phòng này là cái loại có balcony mà giường king. Thì người ta mới cái lúc mà mình book là tháng 4, nhưng mà bây giờ không còn giá đó nữa. Bây giờ là mình thấy là cái giá rất là mắc. Nhất là có children nữa các bạn. Mình book lúc nào cũng có là 2 người với lại đứa nhỏ nữa. Thì khi mà cộng ra thì cũng khoảng hình như là 95 đô cho cái phòng giống như vậy nha. Cái này là gọi là premium á. Thì ra đây mình có người ngồi uống cà phê rồi mình ngắm hồ bơi. Thì ở Phú Kết rất có nhiều khách sạn đẹp lắm các bạn ơi. Nhưng mà lý do mình chọn khách sạn này là bởi vì lúc mình book á, người ta không có tính tiền children. Người ta tính tiền người lớn thôi, hay là tính tiền children mình không có biết. Nghĩa là người ta để là free, là trẻ em dưới 12 tuổi là không có tính tiền thêm, gọi là tiền phụ thu. Còn tất cả những khách sạn khác tuy là để giống như là 5 sao không tính tiền phụ thu, nhưng mà cuối cùng các bạn biết không, người ta tính tiền phụ thu cho children tới khoảng là 200 mấy chục đô. Cho nên mình thấy thôi khách sạn này mà mình cũng tin tưởng là Double Tree á các bạn, các Double Tree Hilton các bạn cũng biết rồi, nó cũng nổi tiếng. Cho nên thôi mình book ở đây cho chắc ăn. Chứ ở trên màn hình lúc mà mình đi check khách sạn nữa, mình thấy trên Agoda có nhiều khách sạn đẹp vô cùng luôn, đẹp lung linh luôn. Nhưng mà cái hình đôi lúc mình sợ là nhìn trên hình vậy nhưng mà ở ngoài không phải vậy. Nó tiện các bạn, nó tiện ra bờ biển. Lát mình đi ra quay cái bờ biển cho các bạn xem. Nhưng mà bất tiện cái là không có cái spa ở đây. Muốn làm massage đồ mình phải đi ra ngoài. Và đi ăn mình cũng là đi ra ngoài cái building ở ngoài trước, chứ không phải ở trong đây nha. Thì bạn nào thích á, để cái link cho các bạn có thể book trên Agoda. Bạn có thể chọn những khách sạn nào bạn thích. Nhiều khách sạn ở đây lắm. Nhưng mà có điều là nằm ngay trung tâm như là ở đây hay không, hay là ở sang chút, tùy theo mỗi bạn, bạn thích cái nào thì bạn book cái đó. Ở đây người ta không có cái chỗ giặt đồ, tức là bạn phải thuê người ta giặt chứ không có máy. Cho nên là người ta có sẵn để đây cho các bạn, để bạn ví dụ như mình đi bơi về mà đụng quần áo ướt á, mình có thể giặt rồi mình phơi ở đây. Rồi chê đành cho mày biết con thích cái hotel này không? Dạ có. Con cho bao nhiêu sao? Dạ con cho 5 sao. Năm sao luôn, tại sao vậy? Tại ở đây người ta cho cookie và có ba hồ bơi luôn. Ba hồ bơi luôn. Mát quá. Mát luôn. Đúng rồi, vô đây là mình thấy mắt lạnh luôn á. Thích nhất là cái này nè, người ta chuẩn bị chu đáo với sợ luôn. Cái này nhìn
tiếc quá nhưng mà phải làm sao đây, phải làm thôi. Tiếc quá à. Để con làm lại nữa. Con xin lỗi giường. Con xin lỗi giường. Nhưng mà đẹp quá à. Nếu mà bạn nào mà đi lâu như Katie nè, thì Katie sẽ quay cho các bạn cái giá để mà người ta giặt đồ cho mình luôn. Thì rất là đắt nha, không rẻ. Người ta tính nè, một cái áo là 70 bạc, một cái váy cũng 70, cái quần cũng 70, cái áo jacket cũng 70. Nhưng mà áo đầm á, thì 110 bạc, quần ngắn thì 50 bạc, đồ pyjama 70 bạc. Đó, thì mấy cái này cộng lại á, thì mình đi lâu ngày á, thì cũng khoảng chừng là, nếu mà nhiều á, là lên tới khoảng 1,000 mấy 2,000 bạc luôn nha. Nhưng nếu mà các bạn không muốn đưa cái service này đưa cho người ta làm, thì mình có thể đi ra ngoài. Ở ra ngoài người ta cân ký, cân ký và giặt ủi luôn, một ký khoảng 70 bạc thôi nha các bạn. Còn nếu mà không muốn người ta ủi, chỉ cần giặt và sấy khô thì 50 bạc một ký. Sẵn đây để mình quay cái hồ bơi cho các bạn. Ở đây người ta có tới 3 cái hồ bơi, nhưng mà không có cái hồ bơi nào mà ngắm ra biển nha. Con thích tắm hồ hả? Rồi bây giờ cho chị Đình thay đồ xuống tắm hồ nha. Thì cái tắm hồ là như vậy nè. Ừ. Rồi mình con phải lên, con phải khố. Đây là tắm hồ. Thì mình nhìn ở trong hình á, mình thấy lãng mạn, mình thích quá các bạn ơi. Mà mình mua mấy cái ly nước cocktail rồi đó, mình vừa ngồi uống, mình vừa tắm hồ cho nó vui á mà. Đặt. Bên đây thấy vui hơn tại có người. Bên đây hình như mình thấy thoáng hơn, phải không Bì? Ha, bên đây nó rộng hơn nè, thấy thoáng hơn nè. Để mình đi qua mình quay cái giá cocktail cho các bạn. Đây. Nước ngọt đồ là 90 bạc. Nước lạnh là 140. Nước cam, nước ép thì 110. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi qua. Sẵn ở đây quay cái nhà hàng ăn sáng, buffet ăn sáng là miễn phí nha. Mình có lời khuyên là bạn nào mà ở Bangkok không có muốn ăn sáng ở khách sạn thì book cái loại không ăn sáng không sao, tại vì mình đi xuống đường rất là nhiều đồ ăn. Đã, còn ở đây á, ở Phuket á thì cũng có đồ ăn nhưng mà mình thấy nó đi nó hơi bất tiện á. Ở đây lạ lắm nha. Nhà hàng không có ở trong khách sạn mà nó nằm riêng biệt như vậy. Bây giờ mình sẽ quay từ đầu, tức là cái chỗ này mình bỏ bánh mì vô cho nó nóng, nó chạy ra. Bánh croissant nè, bánh mì. Bánh croissant có hạt hạnh nhân. Còn cái này là bánh waffle, mình tự làm luôn. Ở đây người ta có một cái healthy bar, tức là các bạn muốn uống cái gì, ví dụ như dơ hấu hay là cam hay là gì á, thì người ta sẽ ép cho các bạn luôn.
mình chưa thấy khách sạn nào làm đồ ăn sáng mà chịu làm mấy cái này theo khách luôn á nha. Bạn có thể khi người ta bỏ nưa cam hay là dưa hấu hay là những cái nước nào mà người ta đang có hay cà rốt rồi nè, là người ta sẽ ép cho các bạn. Ở bên đây người ta làm nước ép dưa hấu cho mình tươi luôn nè. Rồi có nước chuối, sinh tố chuối chứ. Nước cà rốt. Rồi cũng có nước ổi ép nè, nước nho ép, nước cam. Bên đây là đồ hào ăn sáng như là thịt hun khói, thịt bacon nè, đậu, cà chua, khoai tây. Cái món này món gà, gà hun khói chắc là ăn với là bánh mì. Xúc xích, món này gia đình thích nè. Wow, nhìn hấp dẫn nhất là đối với mình là ớt. Nước mắm ớt. Có cháo gà nữa nè. Cơm. Ồ, nhìn giống cơm mà không phải hả ta. Để lát mình ăn thử. Wow, chôm chôm, cái này được đó. Chanh dây cũng mở ra cho mình luôn. Chuối luôn nữa nè. Đó, ăn sáng các bạn rất là nhiều món nha. Mà mình không thấy món Thái, mình thấy toàn là món người nước ngoài không à. Rồi, mình sai rồi, mình xin lỗi. Đây, có món người Thái đây các bạn ơi. Mình sẽ ăn cái món này. Nói chung sáng sớm dậy mà kêu mình ăn trứng với lại ăn bacon nữa, mình rất là ngán. Sawadika. Mình quay nha. Hello. Dễ thương chưa? Trong cái hủ tiếu này á, là người ta có bỏ rau muống nữa nha. Nhìn cái tô hấp dẫn lắm. Rồi có chả cá viên. Không có ai mặc buồn hay là gì hết á. Dễ thương lắm. Với lại mình quay mình nhờ giới thiệu giùm mà đúng không? Đó. Đây có trứng nữa nè. Trứng này trứng luộc nè các bạn. Nói chung là ở đây là có nhiều sự lựa chọn hơn. Wow, nguyên một cái tô nó bốc khói, thơm thiệt thơm luôn. Rồi bây giờ mình giúp một người. Mình giúp một người rồi, đúng rồi. Và người ta cũng có rau muống xào với là cải nè. Đây. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Mình cho tí xíu ớt vào đây. Ớt chua. Nhìn cái tô cho nó hấp dẫn nè. Đó. Cho tí xíu đậu phộng lên đây luôn. Ở dưới là có rau muống nữa nè. Rất là hấp dẫn luôn nha. Cái này á, cái nước lèo á, nó chua chua nha các bạn. Nó chua chua. Cái vị ngọt ít và cái vị mặn cũng ít, nhưng mà ăn cũng, mình thấy ăn cái này được nè. Nó không có ngán. Để mình ăn thử cái rau muống xào. Ủa, cái này nhìn đâu giống rau muống xào đó ta. À, rau muống rồi người ta. Rau gì vậy? Rau lan hay rau gì á? Rau lan. À, hồi nãy nhìn thì thấy cọng rau muống mà ta. Mời các bạn nha. À, mình đang ngồi thì người ta đem cà phê. Cà phê sữa lại cho mình. Wow. So I just pour this one in here. Yeah. Oh, okay. Thank you. À. Con cho khách sạn này ăn sáng mấy sao? Cho 5 sao luôn hả? Đây,
mình húp hết nước lèo rồi mình ăn cũng gần hết cái dĩa rau. Mỗi ngày mình thấy người ta là làm món khác nhau nha các bạn. Thank you. Kapunka. Kapunka. Mình thấy nhà hàng ở đây á, ăn sáng ở đây á, người ta nấu ăn ngon hơn ở ngoài mà nó sạch hơn ở ngoài luôn á các bạn. Cho nên nếu được á thì nên book cái loại mà có ăn sáng luôn nha. Cái trứng chiên người ta chiên rất là đơn giản các bạn mà ăn ngon ghê á. Bây giờ con ăn cay. Ờ ăn cay được rồi. Ngon xuất sắc luôn. Giờ biết ăn tiêu rồi đó, biết ăn muối tiêu rồi là ngon xuất sắc luôn. Muối ớt. À muối ớt hả? Rồi nhà tới ăn chôm chôm. Đó ăn sáng của mình là đơn giản gì thôi, ăn bacon ăn trứng để cho chị Đình ăn. Ăn sáng ở khách sạn này có nhiều sự lựa chọn, mình thấy nó ngon mà nhiều món lắm các bạn ơi. Mình thích nhất là có món Thái. Ăn sạch sẽ xong rồi tụi mình đi ra và bây giờ đi về khách sạn nghỉ ngơi. Rồi sau đó chiều sẽ đưa các bạn đi ăn tối, ăn chiều nha. Bây giờ nguyên gia đình của mình sẽ đưa các bạn đi ăn, ăn vòng vòng ở khu này. Thì khu mình book là ngay chỗ đây nè, bước ở trước mặt là nguyên một cái bãi biển Ba Thon. Khách sạn không hề có spa hay là massage ở trong khách sạn nha, mà ở trước khách sạn như thế này nè, có một cái tiệm spa tên là Kim's Massage and Spa. Thì cái tiệm này hình như là mình thấy ở chỗ nào Phuket đồ này nọ, ở phía trong Phuket Old Town cũng có. Nó dạng franchise đó các bạn. Hôm nay là mình quay tất cả chi tiết cho các bạn từ hotel cho tới ăn sáng, buffet như thế nào và giá cả massage luôn. Ở đây thì rẻ hơn Sentara Watergate nha, nhưng mà dĩ nhiên cái phục vụ nó sẽ khác, nó không có giống. Thái massage and foot massage là 600. Đó, thì có dầu luôn á là 800 bạc. Mình thấy không có nên làm foot massage đây, tại vì mình đã thử massage ở đây bằng foot massage nhưng mà thấy nó không có xi nhê gì hết các bạn ơi. Nhưng mà nếu mà làm cái massage Thái hay là cái aromatic oil massage thì ok. Đây là phía ngoài của khách sạn, tức là ở phía trước luôn á. Đi bộ ra mấy bước là ở phía đây là biển Patong Beach. Mình book cái này mình thấy nó tiện quá các bạn ơi. Nằm ngay trung tâm luôn. Đi chơi là vừa bước ra đồ ăn với lại chỗ vui chơi nhiều. Ở biển ngay chỗ này luôn nếu muốn tắm biển. Nhưng mà mình thấy sóng ở đây rất là mạnh nha các bạn. Con muốn tắm biển phải không? Rồi. Con tắm biển chút xíu rồi mình về nhà nữa. Rồi ok. Ngày tới 6 giờ mình đi ăn beer bar. Rồi. Mình về nghỉ nữa. Đánh răng mình đi. Mình ngủ à. Đó. Ủa? Ngay bãi biển đi luôn. Thấy đã chưa? On our agenda. Các bạn ơi, thì cái bãi biển này Patong Beach người ta nói là rất là nổi tiếng vì nó đẹp. Nhưng khi thì thấy á, nó đẹp thiệt nhưng mà so với Koh Phi Phi thì các bạn nhớ đón xem nha, tại sao mình thích Koh Phi Phi quá. Cái đảo ở cách đây con tiếng đồng hồ trời ơi nó đẹp lộng lẫy lắm, các bạn nhớ đón xem video đó nha. Wow. Ở đây mình thấy là giờ này là chưa có nhiều người tắm đâu, chiều chiều một chút á là đông lắm. Chị Đình anh thấy biển ánh mê lắm. Đó, Patong Beach là ở đây. Ở trong khách sạn là không có quán ăn, nhưng mà cái tiệm beer bar này là ở trước khách sạn á, là tiệm đó là của khách sạn Hilton, Double Tree Hilton luôn. Rồi tối mình rảnh mình sẽ đi ra đây mình ăn, còn thôi mình đi tìm nhà hàng khác mình ăn, mình sẽ quay lại để tối nay in the mood cho cái món nào giống như mình thích ăn nào thì mình sẽ ghé nha. Nhà hàng người ta review rất là ngon, Euro Thái,
Ở đây rất là nhiều nhà hàng nha, các bạn bước ra phải trái gì cũng quá trời nhà hàng. Nhưng mà mình thấy người ta review nhà hàng nào ngon thì mình vô đó mình ăn, rồi mình review cho các bạn. Tại vì mỗi người khẩu vị khác nhau. Đây nhà hàng này nha các bạn. Hello. Mình gọi gọi đu đủ, tại mình đang thèm gọi đu đủ nữa các bạn. Đang thèm rau muống xào luôn. Mình gọi cua thử, cua cà ri mà cà ri vàng á. Mình gọi 4 món, ăn thử trước coi nó ngon hay không. Đó cái giá của người ta nè. Cái giá một trái dừa là 80 bạc, rồi mấy cái nước sinh tố là 120 bạc, 110 bạc, rồi trà thái 80 bạc, xôi soạn 130 bạc. Tức là cái nhà hàng này không, giá không có rẻ ha, nhưng mà hy vọng là ngon. Thank you. Đây là gỏi nè, đang thèm cái gỏi này. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Còn này là cua, cua xào cà ri á, cà ri vàng của Thái Lan này các bạn. Cái gỏi của người ta là có đu đủ ha, mà nhìn giống xoài ghê á. Rồi có đậu đũa nè, đậu phộng, rất là đơn giản nha. Thank you. Cái này hấp dẫn đây nè. Cơm chiên mà gia đình bỏ trứng, bỏ ketchup lên nè. Đây, cơm chiên ở này nè. Con bỏ ketchup lên cho ngon. Rồi rồi, ok. Con rất shrimp. Dạ, cái này shrimp, mày ăn thử miếng trứng nha. Con mời con chú con ăn. Giỏi. Ăn lắm. Đó, rau muống xào, cơm, cua. Con chưa ơi, khách rất ngon. Cái gỏi tươi. Wow, cái gỏi cay rồi. Làm rất là vừa ăn. Độ chua mặn ngọt vừa phải. Cơm chiên ăn được à, nó hơi ngọt. Cơm chiên mình ăn vô mình thấy đường không à. Hổng ra mình rất là thèm rau muống xào. Rau muống xào ngon. Rau muống xào thơm mùi chảo. Cái mùi chảo, mùi lửa các bạn. Thơm. Hổng là thèm rau quá. Cơm chiên ngon hả chị Đình hả? Con cho mấy sao? Con cho 5 sao. Cho 5 sao. Cái cua này người ta nói á, là người ta xào cái kiểu này rất là ngon, cho nên mình sẽ ăn thử luôn. Cà ri cua vàng, màu vàng á, là có cái lá cần nè. Và có trứng nữa nè. Trứng người ta đánh nhuyễn ra nè. Cái cua ăn được chứ không có ngon. Mình nghĩ là cà ri đỏ sẽ ngon hơn á. Cái thịt cua nó ok. Có điều cái loại này á, mình không biết tại sao cái vỏ rất là mềm, nó không phải là cua lột đâu nha. Nếu như mà cái chị quay lại đây á là sẽ gọi hai món, đó là rau muống xào và cái gỏi đu đủ. Hôm nay mình định ăn là rau không à, nhưng mà cũng cần có chất đạm á, cho nên gọi cua.
ngon. Em muốn sao ngon. Cái tiệm này mình thấy người Mỹ người ta review nhiều lắm. Trên cho cơm chiên nó tới 5 sao luôn. Ăn xong mình đi tìm trà sữa trân châu mình uống. Tổng cộng tụi mình ăn là 790 bạc. Thì cũng khoảng là 20 mấy đô nha các bạn. Ăn uống xong xuôi giờ tụi mình đi tìm đồ ngọt ăn. Ảnh mệt quá, bây giờ ảnh muốn đi về khách sạn thì thôi. Tụi mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Con chào cô chú đi. Con chào cô chú. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Nhớ theo dõi đón xem video kế tiếp của tụi mình đi đâu ăn gì. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.